Tối hôm nay thì Lon sẽ làm món thịt kho mắm ruốc Trời ơi món này ngon lắm cả nhà ơi Nhìn nó đơn giản vậy thôi nhưng mà mình ăn chung với lại dưa leo rau sống với cơm đó. Nó ngon dữ lắm hôm Lâu lắm rồi Lon không có nấu cái món này Lon ăn Bảo đảm hôm nay Lon nấu là nguyên cái chung cư của Lon bốc mùi luôn á Lon cho một ít dầu ăn vào trong chảo Bắt đầu Lon sẽ cho tỏi băm, xả băm, ớt băm vào Mình xào cho tỏi xả ớt băm này nó thơm nha cả nhà tâm sự với cả nhà một tí xíu là xã Băm này á, là Long mua từ ở thủ đô nhưng mà Long mua ở xã Đông Lạnh á, chứ không có không có được mua xã Tươi nữa ngay cái khu mà Long ở cách thủ đô á, 4 năm tiếng lận rất là khó mua nguyên liệu Việt Nam còn cái khu của Long ở là không có người nào mà bán nguyên liệu Việt Nam luôn á cho nên là muốn ăn món này á, cực kỳ là khó khăn Bây giờ thì Lon sẽ đảo thịt nè, cho nó săn thịt lại. Bắt đầu Lon sẽ nêm vào đây một ít tiêu, một ít bột ngọt. Lon cho thêm hai muỗng mắm ruốc. Mắm ruốc này là lúc trước Lon năm giờ rồi Lon đi về Việt Nam mẹ Lon lúc đó Lon có đi ra Vũng Tàu chơi mẹ Lon có mua hai kg mắm ruốc cho Lon để dành Lon đem qua đây Lon ăn bây giờ lâu lắm rồi mình mới nấu lại món này tại vì nấu cái món này á mình ở chung chung cư đó cả nhà khi mà mình người là người việt nam á thì món này với mình rất là thơm rất là ngon nhưng mà những người nước ngoài mà họ nghe được cái mùi này rất là kinh khủng luôn á cho nên lon đâu có dám nấu nhiều đâu lâu lâu lon mới nấu một lần sau khi cho mắm ruốc vào á thì lon sẽ cho khoảng hai muỗng đường dung á tại vì mắm ruốc nó mặn rồi nên là mình sẽ cho đường làm sao để cho nó nó dịu ngọt cái mặn lại sau đó lon cho một ít nước nè rồi mình cứ đun lửa riu 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 để cho thịt nó mềm nấu riu riu nãy giờ thì lon cho thêm vài trái ớt nữa món này thì nó phải cay nó phải mặn mặn ngọt ngọt ăn nó mới ngon cả nhà